Nay chúng ta tiếp tục với một số các vấn đề của InDesign. Thứ nhất là về làm việc với lại các vấn đề liên quan tới chữ với phông chữ. Thì InDesign nó cũng giống như là Illustrator hoặc là Corel, nó cũng đòi hỏi là quản lý phông và lấy phông ở trong hệ thống. Trong trường hợp mà chúng ta sử dụng một cái phông nào đó, thông thường là để làm tiêu đề. Đó. Thông thường là để làm tiêu đề cho một cái bài viết thì nó sẽ đôi lúc là chúng ta sẽ phải sử dụng một số những cái phông mà nó tương đối đặc biệt một chút. Thế thì cái việc mà tải download những cái phông đặc biệt đó ở trên mạng về thì có thể là sử dụng rất tốt trên máy chúng ta do nó có cài đặt. Nhưng mà đến khi mà chúng ta chuyển cái tài liệu sang cái chỗ khác thì sẽ vấp vào cái vấn đề là phông có hay là không, và do đó thì nó sẽ hiển thị không đúng được ở trên máy khác. Tuy nhiên thì InDesign nó giải quyết các vấn đề đó nó tương đối là tốt. Đó là nó cung cấp cho chúng ta một cái cách là đóng gói tài liệu. Với cách đóng gói tài liệu như thế này thì chúng ta sẽ không còn phải lăn tăn về các vấn đề liên quan tới phông chữ như thế nào nữa. Tại vì là trong cái quá trình mà chúng ta làm việc ấy, sử dụng bao nhiêu phông chữ thì InDesign khi thực hiện lệnh đóng gói nó sẽ collect toàn bộ tất cả những cái phông chữ mà chúng ta đã sử dụng vào thành một cái folder để đảm bảo rằng là khi mà chúng ta chuyển tài liệu đi thì các cái phông đó nó sẽ đi kèm theo cái tài liệu của chúng ta, và do đó thì nó sẽ khắc phục được các cái vấn đề là có hoặc là không có phông chữ ở trong cái tài liệu của chúng ta. Thế này, bây giờ chúng ta có thể tạo ra một cái nội dung nào đó. Chúng ta có thể dùng những cái phông mà nó tương đối đặc biệt một tí. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng các cái phông chữ chẳng hạn, bây giờ chúng ta có thể format rất là nhiều phông khác nhau. Dùng những cái phông mà nó lạ một tí, đúng không? Bây giờ tôi có thể là làm ra rất là nhiều các tiêu đề khác nhau như thế này. Ví dụ, đây là một này. Ví dụ ở đây chúng ta đang dùng đến 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6 loại phông khác nhau chẳng hạn. Còn những cái phông mà thuộc về nội dung thì thông thường là chúng ta sẽ sử dụng những cái phông mà nó hết sức là cơ bản thôi, những cái phông mà hỗ trợ tốt cho cái việc đọc, cho việc trình bày. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng phông thì với các cái phiên bản InDesign thì tương đối là dễ chịu, tại vì khi mà trong máy chúng ta có thì chúng ta cứ thế mà lôi ra mà xài thôi. Thế sau khi mà chúng ta xử lý xong về phông chữ thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh đóng gói. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái lệnh là file này, đây, lệnh đóng gói này. Các bạn có thể chọn lệnh ở trong menu file hoặc là các bạn có thể là sử dụng phím tắt là Ctrl Alt Shift P. Và khi mà chúng ta sử dụng lệnh này thì nó sẽ giúp chúng ta là đóng gói cái tài liệu. Nhưng mà thế thì trong cái quá trình mà làm việc ấy thì
khi mà chúng ta sử dụng lệnh đóng gói. Thực ra thì nó đây là một cách vừa là giúp chúng ta đóng gói tài liệu, vừa giúp chúng ta kiểm soát hết tất cả các cái lỗi có thể có ở trong cái tài liệu. Đấy. Thế thì nó sẽ ok, nếu thế thì bây giờ chúng ta nói luôn thêm cả các cái vấn đề liên quan luôn, tại vì là đóng gói thì nó sẽ đóng gói cho chúng ta ba thứ, đúng không? Một là bản thân cái tài liệu, hai là các phông chữ sử dụng trong tài liệu, ba là các cái ảnh mà sử dụng trong tài liệu. Bây giờ chúng ta thêm luôn vài trang luôn, sau đó thì chúng ta sẽ làm việc thêm với lại một ít về ảnh luôn. Ví dụ này, bây giờ tôi sẽ nhập một số các cái ảnh vào đây. Ví dụ này, thế bây giờ chúng ta làm thêm cả một vài cái thao tác nhỏ nhé, để xem là nó sẽ báo những cái gì cho chúng ta trong cái quá trình chúng ta làm việc này. Bây giờ chúng ta có tài liệu nhiều trang này, có phông chữ này, có tiêu đề này, có ảnh này. Bây giờ chúng ta sử dụng lệnh đóng gói. Sau khi cái lệnh đóng gói này bắt đầu được chặn thì trong cái phần này thì nó sẽ cho chúng ta xem một số các cái thông tin trước khi mà thực hiện lệnh đóng gói. Thế thì các bạn quan sát ở trong này thì có một cái dấu hiệu rất là quan trọng để các bạn đánh giá lại về tài liệu của mình. Đấy. Khi nào mà các bạn thấy vẫn có một cái biển cảnh báo màu vàng hình tam giác này ở đây thì có nghĩa là có vấn đề đối với tài liệu của chúng ta. Đấy. Nó rất là tốt, lại tại vì là sao, khi mà tôi đóng gói có nghĩa là cái tài liệu này được coi như là đã hoàn thiện và tôi sẽ chuyển đi để in, và do đó thì tất cả những cái gì mà còn tồn tại lỗi có nghĩa là cái lỗi này sẽ được duy trì ở trong tài liệu và sẽ chuyển xuống nhà in để mà in ra thành tài liệu vẫn còn lỗi, và do đó thì trước lúc mà đóng gói thì nó bao giờ nó cũng kiểm soát nhanh cho chúng ta và thông báo cho chúng ta tất cả những cái vấn đề gì thuộc dạng lỗi mà còn tồn tại. Thế thì xem ở đây thì chúng ta có thể xem một số các thông tin rất là nhanh như thế này. Ví dụ như là nó thông báo ở đây là có 6 cái phông được sử dụng này. Đối với phông thì không có missing cái nào cả, không có cái nào được nhúng vào trong tài liệu. Thế còn cái phần trên này thì cũng không có vấn đề gì lắm, nhưng phần mà các bạn nhìn thấy cái dấu báo cảnh báo tam giác ấy thì cần phải đặc biệt quan tâm đến nó. Đấy, ví dụ như là ở đây chúng ta thấy nó báo là link email này thì có 3 cái ảnh được link này, không có cái ảnh nào bị chỉnh sửa này, đúng không? Không có ảnh nào bị mất này, đúng không? Không có ảnh nào bị nhúng vào trong tài liệu, và nó cũng thông báo rất là rõ là trong này có một cái ảnh thì đang sử dụng cái chế độ màu là RGB. Các màu được xử lý, được sử dụng thì bây giờ đang là 4 màu. Đấy, 4 màu process. Đấy, không có cái màu spot nào cả. Vân vân, và cũng không sử dụng một cái bộ lọc ngoài nào cả. Thế đấy là những cái thông tin rất là cơ bản. Tất nhiên ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó có coi đây là một cái báo lỗi hoàn toàn hay không thì thực ra nó không ghi ở đây. Ở đây các bạn nhìn nhé, dưới cái phần trang này này thì chúng ta thấy có một cái đèn báo. Hôm trước cái đèn này thì tôi đã nói với các bạn rồi. Thì cái này nó gọi là cảnh báo lỗi, và cái này là lỗi thực sự, đúng không? Khi nào mà đèn đỏ hiện lên thì đảm bảo 100% đây là lỗi và chúng ta sẽ buộc lòng là phải khắc phục. Đấy. Thế còn cái biển cảnh báo này thì thực ra thì nó thuộc diện là cảnh báo thôi,
cảnh báo thôi, chứ nó không quy hẳn ra 100% là lỗi. Đấy. Nó không ghi là error ở đây, nó cũng không để biển đỏ mà nó để biển vàng thôi. Biển vàng là có cảnh báo nhưng có thể lỗi, có thể không lỗi, tùy vào cái mục tiêu mà chúng ta sử dụng nó để làm cái gì. Ví dụ như là ở đây chúng ta thấy có một cái ảnh là RGB color đó, space. Nếu mà in thì đây là lỗi, đúng không? In offset thì đây là lỗi. Nhưng nếu mà chúng ta lại xuất nó sang PDF, chúng ta xuất nó sang dạng EPUB, hoặc là chúng ta sẽ làm một cái tài liệu mà PDF để đưa lên mạng, thì cái này thì lại chưa chắc đã là lỗi. Thế thì tùy vào cái mục tiêu sử dụng, cho nên là nó cũng chỉ đưa ra một cái cảnh báo là cần phải xem xét, chứ không, nó không khẳng định ngay lập tức, nó cũng không để cái màu đỏ vào rằng chính thức đây là lỗi. Thế thì chúng ta mới xem tiếp này. Ở đây nó ngoài cái summary thì nó sẽ thông báo nhanh tổng quát, thì nó chia ra cho chúng ta thêm một cái thư, một cái mục là phông, một cái mục là link và email. Đấy. Và các cái tham số còn lại, ví dụ như là color này, print setting này, external plugin. Thế thì ở đây phông, chú ý nhất là hai cái này, phông và link email. Đấy. Thế phông thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là nó liệt kê cho chúng ta là các tên phông được sử dụng ở đây. Đấy. Loại phông cũng như là tình trạng thì như thế nào. Đấy. Và sau đó thì chúng ta còn có thêm những cái tình trạng và nó thông báo kể cả là gì đấy ạ. Phông có được bảo vệ hay không. Bây giờ thì chúng ta có thể là xem một cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ bật check cái này lên. Đấy, các bạn có thể đánh dấu vào cái phần show problem only. Nếu như mà các bạn bật cái này lên mà nó còn tồn tại bất cứ một cái dòng thông tin nào ở đây thì đấy chính là cái thông tin nó xác định lỗi cho chúng ta. Nếu mà các bạn bật cái tùy chọn là chỉ hiển thị những cái nào đang có vấn đề, đang có lỗi mà nó lặng tắt đi thì ok, các bạn có thể yên tâm là không cần phải quan tâm đến cái thằng đấy nữa. Tiếp tục mình xem tới cái phần link và email. Đấy. Thì trong này các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ là nó có cái cảnh báo đây này. Đấy. Và chúng ta sẽ đánh dấu thử xem nó có thông báo cái gì không. Đấy, ví dụ như là cái ảnh này. Đấy. Thì ví dụ như là trạng thái này, nằm ở đâu này, là link này, đó. Và đây, nó ghi là ảnh RGB. Nếu như mà chúng ta đã xác nhận rằng là cái thông tin này là nó không chuẩn để mà cho chúng ta có thể là in ấn các thứ, thì lúc này thì chúng ta nên lộ trở ra để kiểm tra lại. Đấy. Thế còn những cái nào mà nó ổn rồi thì đấy, như các bạn thấy, khi mà tôi check cái dấu là show problem only này thì những cái ảnh nào nó cho là ổn rồi thì nó sẽ lập tức là nó ẩn đi. Nó chỉ để lại cảnh báo cho chúng ta những cái nào mà có khả năng là không ổn thỏa lắm thì nó sẽ để lại. Đấy. Thế sau khi mà chúng ta xem thì chúng ta cũng kiểm tra luôn được cái tên tuổi rồi, thì các cái tham số ở đây thì chúng ta có thể là lộn ra ngoài để mà chúng ta xử lý tiếp nếu cần thiết. Thế thì cái phần cách thức để xử lý thì tôi cũng đã nói với các bạn rồi. Thì bây giờ chúng ta nói tiếp luôn cái phần là đóng gói, xem nó ra cái gì nhé. Đấy. Tiếp tục này, đóng gói này. Nó yêu cầu trước khi mà đóng gói ấy, thì chúng ta phải lưu cái file đã để đảm bảo rằng xác nhận với nó rằng đây là cái bản cuối cùng. Đấy, và không có gì thay đổi nữa. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác. Ở đây thì nó có một cái sau khi mà chúng ta chọn lựa cái lệnh lưu thì nó sẽ đưa ra một cái bảng gọi là printing instruction. Nó sẽ thông báo, nó sẽ cho chúng ta một cái số trường để mà khai báo một ít thông tin. Đấy. Thực ra thì cái này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái liên lạc tốt hơn đối với nhà in. Nếu như các bạn mà đã làm in ấy thì
các bạn cũng biết là do cái tính chất công việc nó rất là nguy hiểm, khi mà một cái lỗi nó có thể nhân lên thành hàng vạn bản lỗi khi mà chúng ta in ra, thì cái việc mà duy trì một cái liên lạc giữa nhà in với lại cái người mà đặt in thì rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta làm việc với lại một cái chỗ nhà in nào đó mà lâu rồi, quen rồi thì thôi, cái chuyện đó thì không cần phải nói. Nhưng nếu như lần đầu tiên mà các bạn tới một cái chỗ nhà in nào đó, các bạn in mới, thì cái thông tin như thế này là một thông tin rất là cần thiết. Một khi mà họ check, họ cảm thấy là có cái vấn đề gì đó nghi vấn, hoặc là họ có một cái phát hiện ra một cái gì đó mà họ cho rằng là có thể nó là lỗi, thì họ có được một cái thông tin liên lạc để mà họ kết nối với mình, check lại xem là nó đã ổn hay chưa đấy, trước khi mà họ quyết định là đưa vào chính thức, là đưa vào in. Thế do đó thì khai báo những cái việc này thì cũng giúp cho họ có thêm một cái thông tin đi kèm luôn cái tài liệu của mình, để lúc nào họ cần liên lạc một cái thì họ có thể là liên lạc của mình. Các bạn có thể viết thêm đầy đủ thông tin vào đây hoặc không thì tùy vào mong muốn của các bạn đấy. Nếu như làm việc quen rồi, lâu rồi thì thôi, chúng ta có thể bỏ qua, hoặc chúng ta có thể là nhấn continue. Đó. Lúc này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta chọn một cái thư mục đấy, thì các bạn muốn lưu ở đâu thì các bạn chỉ cho nó. Thế ở đây thì nó có một loạt các cái tùy chọn, và thường thì những cái nào quan trọng thì nó cũng đã để sẵn cái checkbox ở đây cho chúng ta, và nó đã đánh dấu sẵn rồi. Ví dụ như là đây, các bạn nhìn thấy là nó chọn là copy phone này, đúng không, copy link graphic này, update graphic link đấy, hoặc là use the document hyphenation exceptionally, hoặc là include phone and link from high and non-printing content. Nói tóm lại là tất cả những cái gì mà nó cho rằng là sẽ hỗ trợ và sẽ cần thiết trong cái công việc của mình thì nó đã đánh dấu sẵn rồi. Các bạn về mặt nguyên tắc gần như là các bạn không cần phải can thiệp vào cái này. Sau đó thì các bạn chỉ việc là đánh dấu qua lệnh. Sau khi mà chúng ta làm xong thì nó cũng sẽ lại tiếp tục kiểm tra tiếp, trong quá trình làm việc nó lại tiếp tục kiểm tra và nó lại cảnh báo tiếp nếu như nó phát hiện tiếp ra một cái lỗi nào. Ví dụ như ở đây các bạn nhìn thấy là nó thông báo là ở trong cái trang 1 của chúng ta đó, thì đang có một cái lỗi là overset text, tức là cái hộp chữ nó không chứa nổi được cái nội dung. Thế đây chúng ta nhìn rất rõ, đúng không? Tôi đã cố tình tôi lưu lại một cái lỗi ở trong này để xem là nó check như thế nào, nó kiểm tra như thế nào, thì các bạn thấy là nó đã, sau khi mà nhận tất cả các lệnh rồi thì bây giờ nó cũng đã kiểm tra thêm một lần cuối trước khi mà, thì các bạn nhìn thấy là nó đã phát hiện ra cái lỗi này. Đấy, hộp text này nhỏ quá và cái nội dung này bị mất, không hiển thị được hết. Và do đó thì chúng ta sẽ thấy là nó cảnh báo rất là kỹ càng trong cái chuyện này. Tất nhiên về mặt nguyên tắc, thường là khi mà chúng ta nhìn thấy lỗi thì bao giờ chúng ta cũng phải cancel, hủy đi, để chúng ta quay trở về, chúng ta check và chúng ta xử lý hết tất cả các lỗi nếu có. Thế còn nếu như mà mình xác định rằng là lỗi đó có thể bỏ qua thì các bạn cứ ok. Bây giờ chúng ta cứ mở xem thử xem cái tài liệu của chúng ta nó có cái gì nhé. Đây, các bạn sẽ tìm thấy một cái thư mục. Đấy, thư mục này nó sẽ đặt tên đúng như cái tài liệu gốc của chúng ta. Tài liệu gốc của chúng ta đặt là A thì nó cũng sẽ tạo ra A folder. Đặt là B thì nó sẽ tạo ra B folder. Đúng luôn theo cái tài liệu mà chúng ta đang làm đó và vừa lưu đó. Xong trong này nó sẽ chứa tất cả những cái gì mà liên quan tới cái tài liệu mà chúng ta đang làm. Và các bạn có thể mở ra để kiểm tra xem trong này nó có cái gì. Ở đây thì các bạn sẽ thấy này, nó sẽ có một cái là instruction, chính là cái tệp mà nó mô tả về cái tài liệu cũng như thông tin của mình này. Đấy. Ở trong đó nó đóng gói cho chúng ta một file là file InDesign. Đó, một file nó đóng gói luôn ở dạng PDF để cho chúng ta có thể là view trước mà không nhất thiết là phải có cái chương trình InDesign. Cái nữa là đây, document phone và link. Thì trong này thì nó chia ra là hai thư mục,
Một thư mục thì nó sẽ chứa toàn bộ những cái gì đấy ạ? Toàn bộ những cái phông mà chúng ta đã sử dụng trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế, chúng ta layout cho cái tài liệu này. Thì đây chính là cái cách để mà chúng ta có thể là yên tâm khi mà gửi một cái tài liệu đi, thay vì việc là giống như là ở trong những cái chương trình cũ, chúng ta cứ phải là convert nó tất cả phông ra thành ra hình vẽ chẳng hạn, để tránh cái tình trạng là nó bị lỗi phông, mất phông khi mà sang cái máy khác. Thì bây giờ nó sẽ chiếu theo cái tài liệu của chúng ta, nó dò xét toàn bộ những cái phông nào mà chúng ta đã dùng thì nó đóng gói kèm theo. Và do đó thì khi mà chúng ta chuyển cái tài liệu này sang một máy khác, chuyển cho khách hàng, chuyển xuống nhà in vân vân, thì bất cứ cái phông nào mà lúc mở ra mà nó bị báo là thiếu thì người ta đều có thể là quay lộn trở ra cái thư mục này và tìm tới cái folder phông, sau đó thì tìm cái phông mà bị thiếu để họ cài thêm vào để cho nó hiển thị cho nó đúng. Đấy, nếu mà không quá nhiều phông thì người ta sẽ làm cách đơn giản nhất là người ta mở ra Ctrl A, chọn tất và người ta insert luôn, người ta install luôn vào cái hệ thống của người ta là xong. Thì như vậy là nó sẽ đầy đủ được phông. Thế còn về ảnh thì các bạn cũng thấy rằng là trong các cái ảnh mà chúng ta sử dụng ấy, thì những cái ảnh nào mà được dùng ở trong tài liệu thì nó cũng sẽ làm sao đây ạ? Nó cũng sẽ tự động collect luôn những cái ảnh đó và nó sẽ đưa vào trong cái thư mục là thư mục link ở trong, tức là một thư mục con nằm ở trong cái thư mục đóng gói đó, và nó tự động nó viết lại hết đường link. Đây, chúng ta có thể xem lại. Bình thường là chúng ta sẽ có cái tài liệu này, đúng không? Tài liệu này có thể trỏ tới 1, 2, 3, 10 N folder nào đó. Mỗi folder có thể lấy một ảnh nằm ở giải rác khác nhau, ở các folder khác nhau, ở các ổ đĩa khác nhau. Tuy nhiên đến lúc mà nó đóng gói thì bao giờ tất cả những cái ảnh đó cũng sẽ được đưa hết về một folder duy nhất có tên là link. Và sau khi mà nó tìm đủ hết tất cả các ảnh thì nó cũng đồng thời automatic tự động viết lại đường link từ cái file này. Nó sẽ chỉ trỏ vào đây để nó lấy ảnh thôi, chứ nó sẽ không nằm giải rác ra nhiều cái folder nữa. Đấy. Thế thì với cái cách đóng gói như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là tập trung vào cái vấn đề là dàn dựng cái tài liệu như thế nào cho nó đẹp. Đấy, không còn phải lo về cái chuyện là mất hay là thiếu phông, thiếu ảnh nữa. Và các bạn cũng cần xem lại một chút là nó đóng gói cho chúng ta như thế nào. Nó có lấy hết tất cả những cái ảnh hay không, hay nó chỉ lấy những cái gì mà đúng quy cách hay thôi. Đấy, ví dụ đây chúng ta sẽ xem thử nhé. Đây, ví dụ các bạn nhìn thấy rõ ràng là trong cái tài liệu này tôi có để cả cái ảnh này đó, tôi để cả cái ảnh này, nhưng mà lúc mà tôi đóng gói ấy, thì nó mặc nhiên nó bỏ qua thằng này luôn, nó không thèm quan tâm đến thằng này luôn. Đấy, tức là nó hành xử một cách rất thông minh, chứ không phải là cứ trong tài liệu có ảnh nào, tài liệu thì nó chỉ quan tâm tới những cái ảnh nào mà nằm ở trong trang thôi, nằm ở trong trang thì mới xuất hiện trong bản in. Do đó thì có một cái ảnh tôi vẫn thả vào trong tài liệu này nhưng mà nằm ở ngoài phạm vi tài liệu thì nó hiểu rằng là cái ảnh này không đóng vai trò gì ở trong cái tài liệu này cả. Đây chỉ là một trong những cái tài nguyên mà tôi có thể dùng hoặc là không dùng. Đấy, và do đó thì nếu như nó có xuất hiện ở trong tài liệu nhưng mà nó lại không được sử dụng ở bên trong trang mà đặt ở ngoài mặt bản như thế này thì InDesign nó cũng sẽ hiểu ngay và cái thằng này bị loại. Thằng này là được đưa vào đây sau khi cân nhắc không được dùng đến thì nó cũng không thèm đóng gói thằng này luôn, bỏ qua coi như không biết. Đấy. Nó xử lý một cách hết sức thông minh là như thế, chứ nó không phải là cứ có cái nào là nó đóng gói hết cái đấy đâu. Đấy, rất tiết kiệm không gian ổ đĩa, rất là thông minh ở trong cái đoạn đó. Thế và như thế là chúng ta có thể là sử dụng cái tiện ích đóng gói đấy, vừa phục vụ cho cái nhu cầu là đóng gói của chúng ta để chuyển tài liệu đi, nhưng đồng thời cũng coi nó như là một cái công cụ cuối cùng trước khi mà chúng ta kết thúc công việc, để chúng ta kiểm soát tất cả những lỗi mà nó phát sinh đấy. Thì như thế thì chúng ta có thể là yên tâm rằng là dựa vào nó để mà chúng ta check lại lần cuối cùng trước khi mà gửi file đi. Thế thì trong cái
trong cái tài liệu này thì các bạn thấy là chúng ta có mấy thứ thôi, đúng không? Chữ này, chữ thì nó lại thuộc dạng khác. Chữ về mặt dạng tiêu đề ấy, thì là một dạng khác. Còn chữ về dạng văn bản đấy, văn bản thì không cần phải đóng gói thì nó cũng đã nằm sẵn ở trong tài liệu rồi đấy. Trong tất cả mọi thứ thì chỉ có duy nhất là văn bản là nó xuất hiện thực sự ở trong tài liệu và là một phần của tài liệu thôi. Còn ảnh này đấy, rồi thì các hình vẽ minh họa các thứ thì đều là link ra bên ngoài, cho nên nếu không có cái này thì chúng ta cũng rất mất công khi mà chúng ta chuyển cái tài liệu đi, vì chúng ta phải mò mẫm, chúng ta phải tìm đầy đủ tất cả các cái ảnh đấy trước khi mà chúng ta chuyển nó đi để chúng ta gửi kèm, nếu không là sẽ mất. Thế thì với cái này thì yên tâm vô cùng. Thế đấy là về phông, nếu như mà chúng ta chỉ sử dụng nó một cách thông thường thôi. Thế nhưng mà còn có những cái trường hợp khác nữa, nó hơi đặc biệt hơn một tí chẳng hạn. Ví dụ như là các bạn còn gặp những trường hợp là tiêu đề của một cái bài viết, ngoài cái việc là cái tiêu đề đó là chữ để đọc ra, thì người ta lại không sử dụng những cái màu tô một cách thông thường. Ví dụ như là tô một màu solid nào đó, tô một màu chuyển nào đó, hay là một tô bằng một cái cách nào đó, thì bây giờ họ sẽ lại làm một cái cách thức hơi đặc biệt một tí. Đó là họ muốn là tạo ra một cái tiêu đề vừa là chữ mà là vừa được tô vẽ vào trong đó bằng một cái ảnh nào đó. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây, bây giờ chúng ta xem thử một cái ảnh nhé, được đưa vào trong như thế nào. Ví dụ tôi làm một cái tiêu đề một cái bài viết như thế này chẳng hạn. Tốt nhất là nên trong những cái trường hợp mà người ta sử dụng phông như thế này thì người ta sẽ cố gắng là tìm một cái phông mà nó có cái tính chất mà dày thân một tí. Đấy. Ví dụ. Ví dụ này, tôi muốn làm một cái tiêu đề bài mà nó tương đối nó đặc biệt một tí thì tôi có thể làm như sau. Đấy, ví dụ này, thế bây giờ làm thế nào để không phải là tô bằng một màu thông thường nữa. Đấy, ví dụ như chúng ta có thể là tô màu này, chọn một màu nào đó chúng ta làm vào đây, tô màu để chúng ta làm một cái tiêu đề. Hoặc là chúng ta cũng có thể là chọn một cái phương án khác, ví dụ như tô chuyển hoặc là làm một cái gì đó. Nhưng mà nếu mà đặc biệt hơn thì người ta có thể là đưa cái ảnh vào trong này chẳng hạn. Đấy, đưa một cái ảnh vào trong này, tô thì có thể đưa ảnh vào đây được không? Đấy. Đây, ví dụ tôi chọn này, edit này, file này, place, đưa một cái ảnh vào xem có đưa được không. Ví dụ vẫn lấy cái ảnh này đây.
thì nó sẽ thay thế, nó sẽ chui vào đây chứ nó không chui vào trong cái văn bản. Do đó cái cách làm của chúng ta nó sẽ là chọn cái này và chúng ta sẽ convert text, đúng không? Đây, lệnh cũng rất quen thuộc, cũng giống như là bên Illustrator, đó là lệnh grid outline, control shift off. Sau khi mà chúng ta nhấn lệnh control shift off thì lúc này nó sẽ biến thành ra một cái hình mang dáng dấp chữ thôi chứ nó không còn là chữ nữa. Và bây giờ cái này coi như là một cái hộp chứa có hình dáng chữ, và lúc này chúng ta có thể là đưa cái ảnh vào bên trong. Ví dụ bây giờ tôi sẽ chọn và tôi đưa ảnh vào đây, file place, tôi đưa một cái ảnh vào đây thì các bạn thấy là ảnh bắt đầu chui vào đấy. Nhưng mà làm sao để cho nó một cái ảnh này mà nó lại dàn ra được cả hai cái dòng trên dòng dưới? Một dòng thì vô tư rồi, rất là đơn giản, còn hai dòng thì làm thế nào để tôi có thể là đưa được cái ảnh vào đây? Ví dụ tôi muốn đưa cái nội dung, cái mặt mũi, cái nhân vật mà nó chui vào trong này chẳng hạn, rất là cụ thể ở đây. Thế thì bây giờ các bạn thấy là nó chỉ vào có một dòng thôi, trong khi tôi cần là nó nằm ở cả hai dòng cơ. Thế thì chúng ta sẽ làm như sau. Chọn cái này thì kiểm tra thì chúng ta sẽ thấy cái này nó cũng sẽ là một cái group chứ nó không phải là một cái thông thường. Thì chúng ta sẽ vào object, chúng ta có thể là group, tháo dỡ nó ra. Mà lúc này thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một hộp ở tầng dưới, đây là một hộp ở tầng trên. Thế thì để mà có thể là đưa được cái nội dung cái này vào thì chúng ta sẽ chọn như sau. Đó. Bấm vào đây để chúng ta chọn được cái ảnh. Đó. Sau đó thì chúng ta có thể copy để lấy cái ảnh này. Tiếp nữa mà chúng ta muốn nó vào tiếp ở trong cái hộp này thì chúng ta lại chọn vào đây. Đấy. Và chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là edit paste into. Đó, dán vào trong. Đấy. Thì bằng cái lệnh như thế này thì các bạn có thể là dán cái ảnh vừa rồi mà các bạn đã copy từ cái nội dung ở dòng trên đấy vào tiếp cái dòng dưới, hay là từ cái hộp trên vào cái hộp dưới. Và như thế thì trong trường hợp này thì chúng ta đã có một cái tiêu đề tương đối là đặc biệt đấy, thay vì việc là tô bằng một cái màu nào đó thì bây giờ tôi đưa hẳn cái ảnh, mà cái ảnh này liên quan tới chủ đề của cái bài viết, của cái bản trình bày của chúng ta, và do đó thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta có một cái tiêu đề nó trông nó hết sức là lạ mắt. Thế cũng tương tự như thế này thì chúng ta xem thử một số các cái mẹo mực nhỏ nhỏ khác nữa như sau. Ví dụ như là đưa một cái ảnh vào đây thì mọi thứ rất là dễ dàng rồi nếu như là một cái ảnh nguyên. Tuy nhiên nếu như bây giờ mà tôi muốn là đặt cái ảnh vào, phá cách ra một tí thì tôi có thể làm như thế nào? Đây, ví dụ như là tôi thay vì là chữ làm hộp chẳng hạn, bây giờ tôi muốn là một cái hệ thống các cái hình vuông hay hình tròn, hoặc là một số các hình phá cách khác để có thể làm ra được một cái hộp chữ ảnh cho nó đặc biệt một tí chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn quan sát cái cách làm. Bình thường ra chẳng hạn tôi có thể vẽ một cái hộp. Đấy, cái hộp này rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu, nó sẽ nằm ở đâu để mà đưa một cái ảnh vào, thì chúng ta có thể vẽ một cái hộp ra như thế này. Tuy nhiên là bây giờ tôi muốn phá cách, tôi muốn làm cho nó lạ đi một tí thì tôi có thể làm như sau. Các bạn cứ vẽ ra một cái hộp theo đúng cái kích thước mà các bạn cần, nhưng mà sau đó thì cứ giữ nguyên chuột, đừng có nhả chuột ra. Và sau đó thì các bạn có thể bấm cho tôi cái phím mũi tên là sang phải. Đó, ví dụ như thế này chẳng hạn, thì vẫn cái khuôn khổ đó, từ trái sang phải rộng bao nhiêu nó vẫn duy trì, tại vì chúng ta chưa có nhả phím chuột ra cho nên là nó vẫn duy trì nguyên cho chúng ta. Tuy nhiên là bây giờ nó chia ra cho chúng ta thành ba cột như thế này. Rồi nếu mà chúng ta bấm phím mũi tên lên phía trên chẳng hạn thì nó lại chia ra làm gì đấy, mấy hàng đó. Đấy. Các bạn cần như thế nào thì các bạn làm như thế, và sau khi buông chuột ra thì các bạn cũng sẽ có được một cái hệ thống mà các cái hình chữ nhật như thế này. Đấy.
bây giờ thì nó vẫn là những cái hộp mà nó rời. Thế thì các bạn cũng có thể làm theo cách là gì đấy ạ? Định vị một cái ảnh ở trong một cái hộp trước cũng giống như là dòng trên và dòng dưới như này, sau đó thì các bạn lại copy, sau đó các bạn dán vào theo kiểu paste in place, hoặc nếu không thì các bạn có thể chọn hết tất cả những cái hình ảnh, sau đó thì thay vì là group thì các bạn sẽ vào trong cái lệnh Pathfinder mà Illustrator nó được tích hợp từ InDesign, nó tích hợp từ Illustrator, và chúng ta sẽ hàn nó lại thành ra một cái hộp mà nó gồm có nhiều cái màu nhỏ. Đấy, các bạn có thể vào Windows. Trong Windows này các bạn tìm tới Object và Layout, và các bạn tìm tới cái nhóm lệnh là Pathfinder này. Ở Pathfinder này thì các bạn chỉ cần là sử dụng lệnh hàn, đúng không? Sau khi hàn xong thì bây giờ nó sẽ trở thành cái hộp mà gồm có nhiều mảnh. Đấy, và bây giờ chúng ta có thể sử dụng lệnh là Place, chúng ta đưa ra ở đây thì nó sẽ nằm và nó sẽ chia luôn vào như thế này. Đấy, thì chúng ta sẽ có được một cái ảnh mà có thể chia ra làm nhiều mảnh nhỏ khác nhau. Tương tự như thế, nếu như các bạn muốn thì các bạn cũng có thể làm một cái hộp mà nó lại là hình tròn chẳng hạn, thì quy tắc cũng gần gần như thế. Ví dụ các bạn chọn hình tròn, đúng không? Cứ vẽ lấy một cái hình chuẩn lúc đầu đi, to bao nhiêu, và đừng có nhả phím chuột ra, đó. Sau đó cũng lại gì đấy ạ, lên này, phải này, đấy, với cách như thế này, sau đó thì các bạn cũng lại Object, đúng không? Các bạn hàn nó lại. Đấy, hàn rồi thì nó cũng sẽ cho phép các bạn đưa các ảnh vào đây theo cái cách như thế. Đấy, đại loại là như thế này, để cho chúng ta có thể là tạo ra được một cái hộp mà nó chia ra rất là nhiều mảnh nhỏ. Hoặc không thì các bạn có thể chủ động hơn ở trong cái một cái cách khác, là các bạn tự tạo ra những cái hộp theo ý mình đó. Lúc này thì nó sẽ nằm ở trong những cái hộp mà nó bất quy tắc như thế này. Đấy, thì các bạn có thể là tạo ra bất cứ cái gì. Đấy, nhưng mà nếu mà cứ dòng trên dòng dưới thì hãy nhớ cái cách thức để mà chúng ta có thể xử lý nó. Một là hàn lại, hai là chúng ta sẽ phải sử dụng được cái lệnh là copy và paste into để mà dán nó vào đúng cái vị trí. Thì đây là một vài cái mẹo nhỏ nhỏ để mà các bạn có thể là làm những cái hộp chứa ảnh, những cái bức ảnh mà trình bày nó hơi dị một tí, nó không theo quy tắc thông thường. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng còn có thêm một số các cái công cụ như thế này. Ví dụ như là tôi có thể lấy một cái ảnh ở đó chẳng hạn. Sau đó thì tôi có thể là muốn dán, muốn chuyển nó từ đâu sang đâu, thì các bạn có thể là sử dụng một cái công cụ ở trong cái hộp này. Đấy, chúng ta sẽ có hai cái công cụ, một là cái Content Collector và một cái là Content Place. Khi mà chúng ta muốn lấy một cái đối tượng nào đó, muốn lấy một cái nội dung nào đó lưu trữ tạm thời, thì các bạn có thể là sử dụng cái này và các bạn chọn vào cái đối tượng mà các bạn muốn lưu giữ. Đấy, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là khi mà tôi chọn vào bất cứ cái nào thì nó sẽ lưu trữ cho tôi vào trong cái công cụ gọi là lưu trữ này. Thế thì khi mà tôi muốn đưa nó vào trong một cái phần nào đó thì tôi chỉ việc là ra lại chọn này đó, và kéo thả nó ra, đặt nó vào những cái chỗ mà tôi muốn, thì nó cứ có đầy đủ hết tất cả những cái một cái bộ sưu tập tất cả những cái gì mà chúng ta muốn dịch chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia. Đấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái cách như thế này. Đấy,
kể cả những cái nội dung là gì đấy ạ, nội dung thuộc về text nữa cũng được. Đấy, các bạn có thể có bất cứ cái gì bằng công cụ này, nó cứ sẽ lưu trữ hết vào trong cái nhóm lệnh này, trong cái cửa sổ này, và khi mà các bạn chuyển sang bất cứ một cái khu vực nào đó muốn đưa nó ra, đấy, rất đơn giản, lấy cái gì thì nhặt bút cái này ra. Đấy, nó cho phép nhặt vứt hết lại cái gì mà các bạn đã lưu, tức là tôi cần chuyển một cái nội dung từ chỗ nọ sang chỗ kia thì cách tốt nhất là chúng ta chọn hết tất cả những cái gì chúng ta cần copy, cần dịch chuyển, thì chúng ta chuyển bằng công cụ như thế này. Và một cái điều kiện là chúng ta có thể nhìn rất là rõ. Đấy, nhìn rất là rõ những cái thứ và nội dung nó chuyển. Cái này thì nó khác gì so với lại cái thao tác mà chúng ta copy, đúng không? Copy và paste, thì tại vì là cái này thì nó sẽ hơi khác một tí, là mỗi một lần copy và paste chúng ta chỉ copy một cái gì đó thôi. Đó. Đấy, trong bộ nhớ nó chỉ lưu giữ trong một cái trạng thái, nó chỉ lưu cho chúng ta một thứ thôi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể lưu nhiều thứ ở nhiều trang khác nhau. Đấy, ví dụ như là tôi lấy một cái tài liệu ở đây chẳng hạn. Đây là một cái, đúng không? Tôi có thể lấy lại một cái khác ở một chỗ khác. Đấy, ở những trang khác nhau, tôi có thể copy những cái thứ tài liệu ở những trang khác nhau. Và copy nhiều lần, đấy, di chuyển vào trong cái bộ nhớ tạm đó. Và đến lúc mà tôi đổ ra thì tôi đổ một luôn. Chứ còn cái lệnh mà thông thường mà chúng ta sử dụng cái kiểu là copy và paste, thì mỗi lần copy ở trang nào xong là phải paste đi rồi chúng ta mới chuyển sang trang khác, chúng ta copy và paste tiếp tục được. Đấy, nhưng cái thằng này thì nó cho phép chúng ta collect thành một cái bộ tài liệu chờ. Đấy, và sau đó thì chúng ta bắt đầu thì chúng ta sẽ làm luôn một hơi copy paste toàn bộ những cái thứ rất là nhanh và đơn giản. Thế ngoài cái này ra thì còn cái vấn đề gì nữa? Còn một vấn đề nữa mà chúng ta cũng vẫn gặp, đấy là ngoài cái việc là nó giúp chúng ta là kiểm soát và đóng gói tất cả những cái phông chữ, thì phông chữ thì cũng chúng ta cũng sẽ gặp những cái vấn đề rất giống như các chương trình khác mà cũng cần phải giải quyết ở trong InDesign. Đó là việc chúng ta sử dụng một cái phông chữ tương đối đặc biệt. Đấy, rất là đẹp, rất là phù hợp với lại cái nội dung bài vở của chúng ta. Thế nhưng mà nó lại không hỗ trợ hoàn toàn cái việc mà gõ tiếng Việt. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ dùng một cái cách rất là quen thuộc, đó là sử dụng cái clip. Bây giờ tôi lại chọn một cái phông nào đó mà nó có thể là đẹp nhưng mà nó không hỗ trợ tốt cái việc gõ tiếng Việt. Khi tôi gõ vào đây cái là lập tức là lỗi này, ư thành sử này, dụng này, ví dụ như là u dấu nặng cái ở đây nó hỗ trợ không có tốt, đó. Bị nhảy ngay. Dùng thử phương khác xem nha.
sẽ có những phông dạng như này chẳng hạn. Đấy thì tìm kiếm thay thế. Đây, chúng ta lại gọi cái này ra, cái clip này. Đấy. Và mở nó ra để tìm kiếm những cái biểu tượng mà có thể là sử dụng những cái chữ dựng sẵn. Tất nhiên không phải cái nào nó cũng có được cái sự hỗ trợ đấy đâu. Đấy, có chữ thì có bộ phông thì nó thiết kế có những ký tự đặc biệt, có bộ phông thì không. Đấy, trong trường hợp này ví dụ như là chúng ta chọn được một cái như này là mà không có được cái sự hỗ trợ ở đây, mở ra mà không có thì chắc là hoặc là chúng ta phải bỏ, hoặc chúng ta sẽ tìm một cái bộ phông là nó tương tự giống như thế này nhưng mà nó có hỗ trợ những cái ký tự mà đã dựng sẵn. Thì trong trường hợp này thì mình sẽ phải copy, lấy thử một cái phông nào đó, sau đó thì chúng ta dán vào, chúng ta sẽ chúng ta đưa vào đây. Bây giờ sau đó thì chúng ta mới chuyển nó sang thành một cái phông của nó mà nó thuộc cái dạng mà nó giống như thế này nhưng mà nó hỗ trợ cái phông là có những cái ký tự tương tự. Ví dụ cái thằng này cái dáng của nó cũng tương đối giống thì chúng ta có thể là tìm những cái ký tự mà nó đã được dựng sẵn ở trong này. Đấy. Ví dụ như là những ô chẳng hạn. Đây. Tất nhiên là trong trường hợp này thì nó hơi đặc biệt một tí. Phông của chúng ta là cái phông dạng rỗ, dạng rách như thế này thì mình buộc lòng là sẽ phải xử lý nó theo một cái cách mà nó cũng tương đối là khác một tí, tức là cũng phải tách bạch ra rồi bẻ chữ rồi lấy dấu không thôi. Đấy. Lúc này thì cách mà chúng ta làm phóng cái chữ này tương đối to lên cho tới khi nào mà chúng ta thấy rằng là nó có được kích thước tương tự như là cái size của cái chữ đang dùng này. Đấy, sau đó thì chúng ta đã xác nhận được cái size này là tương đối là ổn, có thể là bằng được với lại cái file mẫu, thì chúng ta lại sử dụng các cái cách mà nó liên quan tới cái lệnh cũ đó. Lần này chúng ta lại vào gì đây ạ? Grid outline. Đấy, biến đổi hết cái này ra thành cái hình vẽ. Sau đó thì các bạn có thể là sử dụng cái công cụ gì đấy ạ? Công cụ Data Selection. Đấy, và chọn hết tất cả những cái phần mà liên quan tới chữ bỏ đi. Chúng ta chỉ giữ lại dấu thôi. Đấy, bằng cách như thế này thì chúng ta có thể lấy được một số các cái dấu tương đối là phù hợp, tương đối là giống như là cái bộ phông kia. Chúng ta bổ sung vào. Ví dụ này, dấu này, đúng không? Tương tự như thế. Hộ thì đây. À. Kéo ra. Và lúc này thì lại tiếp tục chúng ta lại phải tìm cái gì nữa nhỉ? Các cái dấu ngã, dấu huyền, dấu hỏi. Đấy, những cái dạng là chúng ta sẽ phải làm như thế. Tất nhiên hơi mất thì giờ, nhưng đổi lại là chúng ta sẽ tìm được những cách dùng những cái bộ phông mà nó tương đối đặc biệt, tương đối lạ một tí và nó hỗ trợ tốt cho cái nội dung bài vở của chúng ta. Đấy, thông qua một cái phông hợp lý thì nó sẽ làm cho cái bài của chúng ta nó sẽ trở nên là
tốt hơn rất là nhiều. Thì với InDesign thì cái cách mà chúng ta xử lý nó sẽ là như thế. Còn tất nhiên là nếu như mà tìm được cái phông nào mà nó hỗ trợ tất cả các ký tự đặc biệt một cách tốt hơn rồi thì chúng ta cũng không cần thiết phải tách bạch đến mức độ như thế này. Nào đây là cái tôi chỉ cho các bạn cái cách để mà trường hợp mà phông vẫn muốn dùng nhưng mà nó lại không hỗ trợ thì mình sẽ tìm kiếm và thay thế nó như thế nào.